Vào đầu mùa, vỏ của trái vải vẫn còn màu xanh chứ không có màu đỏ đậm. Trong khi đó, phần thịt vải vẫn còn lẫn vị chua chứ không ngọt như vải thiều. Mặc dù vậy, nhưng loại trái cây này vẫn đang được rất nhiều người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh ưa chuộng. Ghi nhận tại một số chợ, vải được các tiểu thương giới thiệu với giá dao động từ 70.000 cho đến 80.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá vải tại Hà Nội lại rẻ hơn rất nhiều, chỉ vào khoảng một nửa so với mức giá trên. Theo các tiểu thương, nguyên nhân giá vải đầu mùa năm nay tăng cao là vì các vùng chuyên canh tại miền Bắc mất mùa khá nặng, khiến cho lượng vải cung cấp cho thị trường bị sụt giảm. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển từ Bắc vào Nam cũng tăng cao, khiến cho giá vải tăng mạnh. Hiện tại, giá vải các nơi chưa đạt mức ổn định. Chính vì vậy, quý vị khán giả mua gì ở đâu nên cân nhắc lựa chọn mua vải ở những cơ sở uy tín để tránh tình trạng mua sản phẩm với giá cao hơn thị trường.